bạn ơi, đây là thành phố Pleiku, thành phố cao nguyên lộng gió, rất đẹp, trời mát. Mình lại đi xem Gia Lai, và mình đi xem Gia Lai, xem Văn Toàn, xem Anh Đức. Anh Đức mới đầu quân cho Gia Lai, nhưng mà vòng này chưa đá đâu, vòng sau gặp Thanh Hóa mới đá cơ, vòng này chưa đá nhá. Thì mình quay một chút về cái quang cảnh bên ngoài của đường phố Gia Lai. Đây là nơi gần với sân vận động Pleiku, đường Lê Lợi. Đấy. Đây là một cái ngôi nhà thờ, chắc là đạo Tin Lành. Đấy. Ở ngay giữa trung tâm thành phố Pleiku nha. Ở phía sau kia là cái quảng trường Hồ Chí Minh. Đấy, đi thẳng cái này ra sân Pleiku này, một đoạn nữa thôi, cái khoảng 50-60 mét. Ở đây có cơm gà Mỹ Tâm đó, nổi tiếng đó. Đó là buổi sáng. Đấy, con đường phố thì phải nói là rất sạch sẽ, không khí trong lành, mát rượi, thông eo vi vu. Đặc trưng ở cao nguyên là những cái dạng thông, cây thông, cây lá kim. Con đường này, con đường Lê Lợi là cái con đường gọi là con đường thể thao, chuyên bán đồ thể thao. Biển số xe ở Pleiku Gia Lai là 81.